Trân trọng kính chào quý khán thính giả của bộ đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thầy Nguyên Tâm giảng về yếu chỉ mật tông và cô Tịnh Quang lược giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học yếu chỉ mật tông, Thầy Nguyên Tâm giảng đến sự hộ trì của vương triều Pala. Vua Gopala là người hộ trì đắc lực cho Kim Cương Thừa Giáo. Vào khoảng thế kỷ thứ 8, người con kế vị sau này là vua Pahamapala, bành trướng lãnh thổ về mọi hướng và nổi tiếng khắp bốn phương, cũng là nhà bảo hộ vĩ đại của Phật giáo. Vua kiến lập ngôi Siêu Giới Tự để làm nơi tu tập căn bản và là trung tâm học thuật lớn để tuyên dương giáo pháp Kim Cương Thừa đến khắp muôn phương, và đã hiến tặng 200 ngôi làng để tái thiết Đại học Nalanda. Vua còn xây dựng Đại Tinh Xá Somapura, thiết lập thêm 50 học viện tôn giáo và bảo hộ cho Sư Tử Hiền, một triết gia Phật giáo nổi tiếng đương thời. Khoảng thế kỷ thứ 9, người thứ ba kế vị ngôi vua là Đề Bà Pala, có quyền lực nhất của đế chế Pala, thuộc tiểu lục địa Ấn Độ. Từ mối giao hảo mật thiết với vua Lục Tử Thiên của vương quốc Shailendra, vua Dhammapala dùng đại học Siêu Giới Tự tạo ảnh hưởng đến tận Java, thành lập cơ sở Kim Cương Thừa tại xứ này. Đại tháp Borobudur là một trong những ngôi đền di tích Phật giáo Đại Thừa được kiến lập tại Java, Indonesia. Từ đó, Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa bắt đầu hưng thịnh tại đây. Đến thời kỳ cuối của Phật giáo Ấn Độ, dòng phái mật giáo được hình thành và phát triển từ Kim Cương Thừa, đó là thời Luân giáo. Từ thế kỷ thứ 10, tín ngưỡng của phái này là Đức Bản Sơ Phật, tức là Ngài Phổ Hiền Vương Như Lai của phái Ninh Mã thuộc Phật giáo Tây Tạng. Thời Luân giáo, vốn từ Phật giáo Đại Thừa bí mật, được dùng để biểu hiện thời gian và luân hồi, thường lấy gỗ hay các màu để tạo thành Sa Đàn Thành hay Sa Mạng Đà La. Tư tưởng này là giáo pháp tối cao, gọi là thời Luân Đát Đạt La của Vô Thượng Du Già Bộ. Kim Cương Thừa Mật Giáo Ấn Độ cho rằng Bản Sơ Phật là nguyên bản của vạn pháp, sáng tạo ra vạn vật, cũng có thuyết cho rằng từ Ngài mà lưu xuất ra ngũ tại định Phật. Theo Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, Đức Bản Sơ Phật xuất hiện vào kiếp đầu tiên là vị tự nhiên sanh hay bản sơ chủ nương vào thiền định mà sáng tạo thế giới, gọi là trì kim cương hay kim cương tác đỏa. Từ tinh thần của Ngài mà sanh ra Bồ Tát Quán Tự Tại. Từ hai mắt sanh ra mặt trời, mặt trăng. Từ nơi cổ sanh ra trời đại tự tại. Và từ vai sanh ra Phạm Thiên. Từ tim sanh ra trời Na La Diên. Và từ răng Ngài sanh ra biện tài thiên nữ. Theo Phạn Bản Tự Sanh Phú Lan Na, Đức Bản Sơ Phật dùng ngọn lửa cháy rực xuất hiện ở Nepal. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì muốn bảo tồn ngọn lửa này đã tiến hành kiến lập ngôi tháp Tự Sanh Chi Đề. Tư tưởng Đức Bản Sơ Phật cùng tư tưởng của Ngài Ngũ Tại Định Phật đã tổng hợp và phát triển mạnh giữa các học tăng của Nalanda Tự. Về sau, tư tưởng này được phái Lạc Ma giáo Tây Tạng chọn làm giáo nghĩa chính yếu. Ngũ trí của Đức Bản Sơ Phật được hợp nhất, tương ứng nhờ vào thiền định, có thể hiển hiện ngũ thiền na Phật. Trong thời Luân Yếu Lược Bí Kinh nói rằng, khi xưa,
Đức Phật đã từng ngự tại ngôi Thánh Mễ Khâu Tháp ở nước Đà Na Yết Cạch Ca, Nam Thiên Trúc, thuyết pháp cho Ngài Nguyệt Hiền Quốc Vương Hương Pa La, về sau được biên tập thành bản Thời Luân Căn Bản Nghi Quỹ, hoàn thành tổ chức của Thời Luân Giáo. Trong giờ học môn lược giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn, cô Tịnh Quang giảng đến phẩm thứ 18 là Thị Hiện Bệnh. Trong phẩm này, Ngài Ca Diếp Bồ Tát đã thư hội Thế Tôn, lẽ ra Như Lai đã xa lìa tất cả thứ bệnh tật, không còn đau khổ, không sợ sệt. Thế nhưng hôm nay cớ gì Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Phật đau lưng, các Bồ Tát nên vì đại chúng mà thuyết pháp. Đức Phật dạy rằng, người tu thiện pháp, nếu có thể tạo hai nhân duyên này, ắt sẽ xa lìa nghiệp báo, bệnh khổ. Một là thương xót tất cả chúng sanh, cứu khổ, giúp ngặt, bố thí cho họ tài, pháp và vô ý. Hai là chăm sóc bệnh hoạn, cung cấp thuốc thang cho người bệnh khổ. Cô giảng, hai điều này Như Lai đã thường xuyên làm từ lúc Ngài còn là vị Bồ Tát cho đến nay đã trở thành Phật. Thế Tôn là vị đại giác ngộ, có đầy đủ công đức vô lượng vô biên, thì làm sao có bệnh được? Tất cả những cảnh hiện ra bệnh, đó chỉ là thị hiện mà thôi. Đức Phật kể về tiền thân trong quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Ngài là một trong hàng thanh văn của Đức Phật Vô Thượng Thắng. Ngài thọ trì, đọc tụng, biên chép Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn bằng sức tinh tấn, không hề mệt mỏi, giảng giải, truyền đạt hạt giống Đại Thừa cho mọi người, rồi đem căn lành ấy mà hồi hướng đến Vô Thượng Bồ Đề. Từ đó đến nay, thân tâm của Như Lai không có khổ não, không có bệnh tật gì, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác. Bởi vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã viễn ly tất cả các bệnh khổ. Đức Phật chỉ dạy cho các đệ tử có năm hạng người đối với kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này là có bệnh cần phải điều trị. Một là người dứt kiến hoặc trong tam giới, viễn ly ba đường ác, được quả Tu Đà Hoàn. Bậc thứ hai là dứt kiến hoặc đối với tham sân si mạn nghi, được quả Tư Đà Hàm. Bậc thứ ba là dứt kiến hoặc với tư hoặc thô trọng bậc trung trong chính phẩm, đạt quả A Na Hàm. Bậc thứ tư là dứt sạch hoàn toàn kiến tư hoặc trong tam giới, chứng đắc quả A La Hán. Bậc thứ năm là vĩnh viễn đoạn trừ phiền não vi tế trong tam giới. Cô giảng, năm hạng người này đã nhập vào dòng thánh, vẫn phải tiếp tục tu học Đại Thừa cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cô giảng đến phần trực chỉ của phẩm này, có ý nói bệnh đây không phải thật bị bệnh, mà chỉ là thị hiện bệnh. Đó là mật ý của Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể có bệnh, nhưng không vì vậy mà giảm đi uy đức của một vị Phật. Bởi lẽ ứng thân Phật xuất thân từ một con người, chân lý không hề ưu đãi và ngoại lệ cho bất cứ người nào, dù người đó có khả năng giác ngộ chân lý đã được thành Phật. Qua đây, cho chúng ta thấy sự thật của vạn pháp bên mặt hiện tượng Thế Tôn có bệnh, rồi Thế Tôn vĩnh viễn ra đi trong cõi Niết Bàn vô trụ xứ. Trong pháp giới nhất chân, sự ra đi đó là sự tùy thuận chân lý. Tất cả những gì Đức Phật làm chỉ vì mục đích duy nhất là khai thị Phật tánh vốn có của chúng sanh. Đây chính là tạng bí mật của Như Lai. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ được Thầy Nguyên Tâm giảng về yếu chỉ mật tông, và cô Tịnh Quang sẽ lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mong quý học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về đạo pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Zoom của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ
cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.